mong người sẽ được chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được cái chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với thông tin mới nhất ngày hôm nay, thông tin liên quan tới cháu bé Thái Lý Hạo Nam tại tỉnh Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông và đã tử vong trong 17 ngày qua. Thưa quý vị là trong suốt 17 ngày qua thì các cứu độ nạn à, người ta đã cố gắng hết sức nhưng hiện nay tình hình đưa được cháu bé thai lý Liệu Nam lên bờ vẫn là một vấn đề đang phải rất là thắc mắc thưa quý vị. Tất cả mọi người trong và ngoài nước chúng ta ai cũng đang ngày ngày cũng mong chờ cái tình hình mới nhất của bé thai lý Liệu Nam để đưa được cháu bé lên bờ. Thì ngày hôm nay Khanh Béo uh, xin được cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới cháu Thái Liệu Nam của ngày hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2023. Kính thưa quý vị là trong cái sự lo lắng, lo âu của gia đình cũng như là của tất cả mọi người trong ngoài nước trong suốt mười mấy ngày qua cũng chờ đợi và lo lắng cho Thái Liệu Nam Và không biết hiện tại thi thể cháu cũng đang nằm ở à, mốc cột thứ mấy. Hiện tại thì tất cả mọi người cũng đang chờ ngóng thông tin này kính thưa quý vị. Thì các cái đội cứu hộ cứu nạn vẫn ngày đêm tiếp tục à, vẫn à, thay phiên nhau và 6 tiếng một lần để làm việc không ngừng nghỉ 24 trên 24 để làm sao mà mong được Ờ, tiếp cận cháu bé thai Liệu Nam một cách sớm nhất và đưa cháu lên bờ ờ, sớm nhất có thể. Thì ngày hôm nay thì như khai báo đã thông tin đã cập nhật được một số cái thông tin mới nhất trong cái ngày 16 tháng 1 năm 2023. Cái thông tin diễn biến mới về vụ bé trai ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông ngày 16 tháng 1 đã đưa một đốt trụ lên mặt đất. Thưa quý vị là các cái lực lượng chức năng cũng như lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được một trụ lên mặt đất. Bước vào ngày thứ 17, công tác cứu hộ bé trai Hậu Nam rơi xuống uh, trong trụ bê tông sâu 35 m đã tử vong ở Đồng Tháp vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương. Và đấy các quý vị cũng đã biết là vẫn diễn ra và vẫn đang à, tiếp tục uh, hàng ngày để làm 24 trên 24 để mà đưa cháu Thái liệu Nam lên bờ một cách sớm nhất và để trao trả cho gia đình lo hậu sự. Sáng nay ngày 16 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin về diễn biến việc các lực lượng đang thực hiện để đưa thi thể bé trai Thái Lý Hậu Nam, 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông lên thì hôm nay đã bước sang ngày thứ 17 kể từ khi bé trai Hậu Nam rơi xuống trụ bê tông vẫn tử vong và trong cái công việc trong suốt đêm ngày hôm qua thì kính thưa quý vị là các cái lực lượng chức năng cũng như là các cái đội cứu hộ cứu nạn đã đưa được một cái 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 cái, cái trụ bê tông đã đưa được một đốt trụ lên mặt đất kính thưa quý vị thế thì đến bây giờ là phải còn hai trụ nữa bởi vì cái hai cái trụ này nó có cái gắn kết với nhau là nó khi hàn vào thì thưa quý vị là nó đóng xuống thì nó dễ mà khi mà chúng ta nhổ lên thì phải hết sức cẩn thận không là nó sẽ đứt đốt ra là rất là nguy hiểm và cái tiến trình mà mà đưa được cháu Hạo Nam lên thì nó cực kỳ là khó khăn và gian lao kính thưa quý vị là đến hôm nay thì Khanh Báo TV sẽ cập nhật từng chi tiết cho các quý vị biết được những thông tin mới nhất để cho các quý vị được nắm bắt rõ về cái thông tin của cháu Thái liệu Nam này ạ, đây là những cái thông tin mà Khanh Béo vừa cập nhật được. Theo cái ngày hôm nay thưa quý vị là uh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết trong đêm tổ điều hành cứu nạn cứu hộ tiếp tục đào đất bằng gầu cạp. Trong quá trình đào đất lực lượng cứu hộ uh, đã dùng tới cái hợp chất này là gọi là cái hợp chất hóa học, hợp chất hóa học này là để uh, giữ ổn định cái thành vách độ sâu 19 m so với đầu cọc bê tông, chỉ còn 5 m nữa là cứu hộ đào đến đốt cọc số 3. Đấy thưa quý vị là chỉ còn có uh, 5 m nữa thôi là sẽ đào được đến cái uh, đầu của đến đầu đốt của cái cọc số 3 mà đang nghi vấn là cái cọc số 3 này có khả năng là cháu Thái Lý Hậu Nam sẽ nằm ở trong cái đốt số 3 này thưa quý vị. Thì uh, tất cả chúng ta hãy chờ đợi những cái thông tin mới nhất mà Khánh Béo sẽ cập nhật cho các quý vị được biết về cái tình hình của cháu thay liệu nam này. Vẫn theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, do nhiều um, do chiều dài của cái đầu cọc lớn nên đội cứu hộ phải cắt mối nối một và đưa đốt cọc bột một trong ba đoạn của trụ bê tông 35m lên khỏi hố móng, đồng thời bịt kín đầu cọc để tránh bị đổ nghiêng. Đấy, thưa quý vị là phải bị tránh bị đổ nghiêng vì nếu như bị đổ nghiêng thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là khó khăn cho cái đội cứu hộ cứu nạn cho nên các quý vị phải hiểu là nếu như mà cái cái cọc này mà không thể để cho nó bị đổ nghiêng được nếu như bị đổ nghiêng thì nó sẽ gây nhiều cái rắc rối và nó cũng nói chung là nó gây ra ảnh hưởng rất là nhiều trong cái cái việc mà cứu hộ cứu đưa bé trai thái liệu nam lên khỏi mặt đất thưa quý vị trong hôm nay thì lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục đào đất trong lòng hố móng để đạt được độ sâu 23 m Tính từ đầu cọc bê tông Sau đó thực hiện đưa ống vách D2100 lên để chuẩn bị Cho các cái công tác uh, Dung Đấy cho công tác dung Hạ xuống hố móng Như vậy là công tác cứu hộ giải cứu bé trai hậu nam bước sang ngày thứ 17 Nhưng chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng Nên Các quý vị là nó rất là nhiều khó khăn trong cái giai đoạn này thì vì cái cái đất sét ở cái nền ở bên dưới từ 20 mét đổ đi là nó cực kỳ là sâu cho nên là tất cả những cái lực lượng chức năng ấy thì cũng đang thay phiên nhau à, cứ 6 tiếng một lần để để thay nhau để để mà đào vì cái đất này nó cực kỳ là cứng cho nên là cứ đất cứ đào ra thì là máy ngoạm máy cạp thì lại đào đất lên thì tất cả như vậy công tác cứu hộ giải cứu bé trai Hạo Nam bước sang ngày thứ 17 rồi thưa quý vị nhưng chưa kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, chúng tôi vẫn đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết có thể thực hiện chậm, nhưng cái việc này phải diễn ra đảm bảo hết sức an toàn để đưa cái thi thể cháu bé thái liệu Nam lên bờ được trọn vẹn và được nguyên vẹn để trao trả cho gia đình để lo hậu sự cho cháu họ Nam. các quý vị cũng đã biết là ngày hôm nay thì cái thông tin này thì Khanh Béo đã cập nhật được để cho các quý vị biết là cái này thì chỉ còn 5 mét nữa là đội cứu hộ đào đến cái đầu đốt cọc số 3 mà cái đầu đốt cọc số 3 này thì là nó liên quan tới khả năng đấy có khả năng là cháu thái liệu nam này đang ở cái đốt cọc uh, khả năng là ở cái đốt cọc số 3 thì uh, tất cả các lực lượng thì vẫn đang ngày đêm cố gắng và cũng phong tỏa hiện trường và cố gắng để mà cùng nhau uh, thay phiên để uh, đưa được cháu thí Hậu nam thái liệu nam lên bờ sớm nhất có thể để trao trả cho gia đình À, đến ngày hôm nay thì các quý vị cũng đã biết là đã trải qua 17 ngày kể từ ngày cháu bị à, rớt xuống cái hố này. Thì các quý vị cũng đã biết là thôi thì chúng ta tất cả ai cũng mong muốn là cháu sẽ được à, đưa về với gia đình để gia đình lo hậu sự à, trước Tết. Bởi vì đến lúc này thì cả bố mẹ cũng như tất cả người thân của gia đình cháu Lý Hậu Nam ai ai cũng đều xót xa, ai ai cũng đều mà mong mỏi và cũng như là tất cả bà con cô dì chú bác trong và ngoài nước ai ai cũng mong muốn rằng đưa được cháu Thí Hậu Nam tài liệu nam về nhà để mà lo hậu sự vì cái tết là thưa quý vị là nó cũng chỉ còn có vài ngày nữa thôi cái điều này thì tất cả chúng ta ai làm bậc làm cha làm mẹ chúng ta cũng biết được việc đó đúng không ạ thì ai cũng mong muốn con mình uh, trở về càng sớm càng tốt để mà lo hậu sự cho cháu uh, một cách sớm nhất có thể để được xung uh, uh, vầy với uh, gia đình thưa quý vị thì ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đông tháp thì uh, cũng điều động các cái lực lượng uh, điều hành tất cả các cái đội cứu hộ cứu nạn tốt nhất à, nhanh nhất có thể và những cái đội à, chuyên sửa chữa máy nếu như mà những cái máy móc nó có xảy ra những cái tình trạng gì mà à, xảy ra mà bị hỏng hóc thì tất cả những cái đội này người ta có thể là à, tiếp cận ngay và có thể sửa chữa ngay và tất cả mọi cái máy móc đang à, điều hành cũng như là đang vận hành rất là tốt thưa quý vị à, không có một cái tình trạng gì xảy ra đối với máy móc. Về nhân lực cũng vậy, tất cả các đội lực lượng thì cũng đang cố gắng hết sức ngày đêm và thay phiên nhau Thì đây là những cái tiến trình mà rất là vui mừng thưa quý vị Thì à, nãy như cái Khánh Béo cũng nói là chỉ còn có 5 mét nữa là đội cứu hộ sẽ đào đến đốt cọc số 3 Đó, còn chỉ còn 5 mét nữa thưa quý vị Thì là tất cả mọi người đang rất là cẩn trọng và cẩn thận Cũng như là cố gắng từng ngày từng giờ Cũng để mong sao mà đưa được cái nốt cái cọc số 3 này lên để mà giải cứu được cái thi thể của bé trai này ra khỏi cái 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 ống bê tông mà cháu đã rơi từ uh, cách đây mười mấy ngày thưa quý vị thật sự là chúng tôi cũng xin được chia buồn với gia đình và cũng cầu mong gia đình cố gắng biến đau thương thành hành động hãy cùng với đội cứu hộ cứu nạn hãy uh, cố gắng thế nào để đưa được cháu bé lên càng sớm càng tốt và khanh báo tv cũng xin được cập nhật tới đây xin được cảm ơn toàn thể các quý vị và các bạn trong thời gian qua đã xem và ủng hộ cho kênh của khanh báo tv và quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Khanh Béo TV. Và Khanh Béo xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.